Chào mừng các bạn đến với chương trình BG buổi sáng cùng DCI, một cách thông minh để bắt đầu ngày mới. Hy vọng các bạn thân thích. Xin chào, đây là Yoshimiko Roth. Chào mừng quay trở lại chương trình BG buổi sáng, BG Cà Phê. Và hôm nay chúng ta rất may mắn có hai khách mời rất tuyệt vời. Tôi muốn giới thiệu họ. Đầu tiên là anh Susan Shi. Anh ấy và vợ anh ấy Shin Chen, họ sống ở Singapore. Và tôi muốn kể cho các bạn một chút về cuộc đời của Susan. Anh ấy là nhà tổ chức nhóm DJ trí tuệ kim cương tại Indonesia. Vì thế, anh ấy và vợ anh ấy chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động DJ Indonesia. Anh ấy cũng là một trong những nhà phiên dịch tuyệt vời cho chương trình phiên dịch Midnight. Và anh ấy đang làm việc với các văn bản cổ xưa về bánh xe luân hồi và 12 nhân duyên. Anh ấy cũng là giảng viên DJ tại Singapore, Malaysia và Indonesia. Và trước đó, anh ấy đã có bằng cấp kỹ sư điện tử. Và anh ấy cũng có bằng MBA. Và anh ấy cũng đã làm việc cho vài công ty lớn với vai trò là điều hành. Anh ấy nói nhiều ngôn ngữ. Anh ấy đã làm việc cho Iowa, công ty Iowa, mà bây giờ là một phần của công ty Sony tại Nhật Bản. Và anh ấy cũng làm việc cho một công ty lớn của Mỹ, AT&T. Cho nên anh ấy là một doanh nhân tuyệt vời, giảng viên rất tuyệt vời và một người rất tử tế. Vợ của anh ấy, Shin Tan Lee, cô ấy rất tuyệt vời, thật sự. Ba người chúng tôi đã cùng làm việc với nhau. Chúng tôi cùng làm một công ty trang sức và nó được vận hành. Nó được sở hữu bởi Shin Tan. Ở hầu hết Indonesia, tôi nghĩ vậy. Và họ đang sản xuất trang sức rất rất đẹp. Tôi thật sự thích nó. Và cô ấy đang ứng dụng rất thành công những nguyên tắc DJI. Cô ấy giúp tổ chức các sự kiện khác tại Indonesia, từ thành phố quê hương của cô ấy tại Surabaya. Và họ cũng rất thành công trong phạm vi gia đình. Họ có hai đứa con trai và một con gái xinh đẹp. Và họ rất may mắn có một gia đình dễ thương như vậy. Tôi phải kể một câu chuyện mà tôi không thể bỏ qua được. Làm thế nào tôi đã gặp họ? Tôi đã đến Singapore để diễn thuyết tại... Tôi không biết liệu các bạn biết Trung tâm Thương mại Liên bang và đã có hơn 1.000 người ở đó. Và tôi đã nhìn thấy một anh chàng trong khán giả. Anh ấy có gương mặt rất sáng và mỗi khi tôi nói điều gì đó, anh ấy kiểu như yeah và nổi trội trong hơn 1.000 người. Tôi đã nói với bạn của tôi, cũng là một nhà tổ chức tại Singapore, Jenny Wong. Tôi đã nói với cô ấy, bạn hãy đi thu nhận anh chàng này, bạn biết đó. Anh ấy sẽ là một giáo viên giỏi. Vì thế, tôi nghĩ rất tuyệt vời cái cách mà tôi đã gặp bạn. Và vì thế, dù sao đi nữa, chúng ta hãy mở câu hỏi ngày hôm nay. Ba người chúng ta cố gắng cùng nhau trả lời nó. Hãy cùng xem được chứ. Guys，麦克你好，我是来自中国的武清。我的问题是关于业力的导向。我居住在长江边上，放生非常方便。我是否可以把放生的善业导向到任何目标？比如说，让小孩学习更好。这样做起来容易多了。我只要在咖啡冥想的时候，在心中导向。如果这样可以的话，我岂不是可以用这个放生解决任何问题？谢谢。 Vì thế, Susan, bạn có thể phiên dịch cho chúng tôi không? Vâng, cơ bản. Cô ấy tên là Ujin, đến từ Trung Quốc. Và cô ấy sống gần Changzhen, con sông Yangtze River. Vì thế, nó rất dễ cho cô ấy phóng sinh cá hay các động vật khác. Vì thế, câu hỏi của cô ấy là về việc hồi hướng. Liệu cô ấy chỉ sử dụng hành động này và sau đó hồi hướng hạt giống này cho bất kỳ điều gì cô ấy muốn trong đời, ví dụ cho con của cô ấy trở nên siêng năng hơn trong học tập và những thứ khác nếu có thể. Như vậy thì sẽ rất thuận tiện. Tôi chỉ làm trong thiền cà phê và rồi tôi có thể đạt được mọi thứ trong cuộc sống. Thế thì nghe có vẻ cô ấy đang làm những bài học thực hành cổ xưa rất tuyệt vời. Và chúng tôi không biết nhiều về nó tại Mỹ. Nhưng nó là nơi bạn nhặt những chú cá ở chợ. Và chúng vẫn còn sống. Và bạn mua chúng và bạn mang chúng ra sông. Và bạn cho chúng sự tự do. Và mạng sống lại lần nữa. Và vì thế, tôi có thể thấy cô ấy đang tạo những hạt giống rất tốt trong tâm trí để bảo vệ sự sống. Và cô ấy đang đề cao rằng có sự sống khác trên thế giới. Không chỉ người Trung Quốc, không chỉ
Singapore không chỉ người Mỹ mà còn có các quốc gia cá và các quốc gia chim. Vì thế các bạn nghĩ gì? Liệu cô ấy có thể lấy những hạt giống ấy và giúp con trai của mình trở thành một học sinh tốt hơn hay đại loại như vậy, Eugene? Vâng, tôi nghĩ nó thì bạn biết đó. Bởi vì tôi nghĩ cô ấy là một người mẹ vĩ đại. Vâng, bạn biết đấy. Cô ấy đã đang cố gắng những điều để nhìn thấy các con cũng như tôi. Khi tôi muốn nhìn thấy các con của tôi có sức khỏe thật tốt và cuộc sống thật tuyệt vời. Vì thế, bạn biết đó, thật sự nó là điều có thể làm được bằng việc hồi hướng những gì cô ấy đã làm. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, đối với tôi thích ý tưởng phóng sinh cá là một thiện nghiệp rất tốt, thật sự vậy. Chỉ là có lẽ tôi thích hơn sự tương quan gần hơn nữa. Chẳng hạn nếu tôi muốn các con của tôi trở nên siêng năng trong học tập thì tôi cần phải gieo hạt giống cho chính tôi siêng năng hơn. Vì thế, tôi đã nói. Vâng, bạn có thể đưa ra sự kết hợp giữa việc phóng sinh cá và việc học kinh năng đoạn kim cương một chút cùng ngày, và sau đó bạn có thể tổng hợp nó vào thiền cà phê. Tôi thích nói với mọi người rằng sự tương quan này, mọi thứ tùy vào sự hình dung của chúng ta, miễn là chúng ta có thể liên kết chúng ta có thể làm nó. Vì thế, vâng, nếu tôi có thể liên kết những điều này với nhau, tôi sẽ nói rằng có lẽ hành động này, tôi phải thực hiện nó theo một cách thực sự xuyên, bạn biết đấy, không phải dạng công việc làm trong một lần. Vì vậy, khi tôi trao cuộc sống cho những chú cá, tôi muốn thực hiện nó theo kế hoạch. Bạn biết đấy, có thể ít nhất mỗi tháng một lần, hoặc nhiều hơn. Nếu có thể hai lần một tháng, để những đứa trẻ có thể trở nên siêng năng trong học tập của chúng một cách thường xuyên. Shinten à, vậy là các bạn có ba đứa con và chúng đã lớn. Chúng là những đứa trẻ ngoan. Bạn có gợi ý gì cho việc gieo trồng hạt giống để bạn thấy các con bạn đang học tốt hơn ở trường đại học và chúng học giỏi hơn ở trường và chúng lịch sự hơn? Và hạt giống sẽ là gì? Các bạn sẽ làm gì bởi vì các bạn đã thành công về điều này? Vâng, điều đó giống như là đang phải vật lộn, bạn biết đấy, với ba đứa trẻ. Chúng có tính cách riêng và như là một người mẹ. Tôi cũng có cách riêng để nghĩ rằng con nên làm điều này, con nên làm điều kia. Nhưng sau đó, tôi đã thử trước khi yêu cầu chúng làm điều đó, hoặc đôi khi, bạn biết đấy, tôi tịch thu điện thoại di động, hoặc có lẽ bất cứ thứ gì, nhưng nó không hiệu quả, nó đã không có tác dụng. Và sau đó tôi đã nói, vâng, tại sao tôi lại làm điều này? Vì vậy tôi bắt đầu, bạn biết đấy, sử dụng hệ thống hạt giống này, hệ thống gieo trồng hạt giống. Vì vậy, nếu tôi muốn nhìn thấy những đứa trẻ của mình, bạn biết đấy, rất siêng năng để học. Và tôi không phải hét lên, ê ra này, con phải đi học bài, mỗi ngày cứ la hét 1, 2, 3, có thời điểm, bạn biết đấy, trong một ngày. Vì vậy, tôi không muốn làm điều đó. Bởi vì tôi nghĩ, nếu tôi là đứa trẻ, tôi không muốn bố mẹ của tôi la mắng tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu dành thời gian cho riêng mình, bạn biết đấy, để tự học hỏi. Và trên thực tế tôi bắt đầu làm việc, làm một cách siêng năng về những điều tôi nên làm. Và sau đó tôi không muốn, bạn biết đấy, trì hoãn chúng, bạn biết đấy. Tôi không muốn trì hoãn chần chừ trong mọi việc. Bởi vì đôi khi chúng ta quá lười biếng, có lẽ tôi quá lười biếng. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ mệt mỏi vào ngày mai, vẫn còn một ngày, vì thế tôi đợi tới ngày mai. Và còn một điều nữa, Jessica, tôi đã cố gắng dạy chúng, bạn biết đấy, bằng kỹ năng, theo cách khéo léo, một cách khéo léo. Vì vậy, ví dụ tôi không muốn tôi là người duy nhất gieo hạt, tôi muốn chúng gieo hạt. Vì vậy tôi nghĩ làm thế nào để làm điều này, vì vậy tôi đã lén lút, bạn biết đấy, bí mật. Bạn biết đấy, ví dụ như mẹ đã quên chuẩn bị các vitamin bổ sung khác cho tất cả các con. Con có thể giúp mẹ không? Vì vậy, tôi sẽ đưa cho chúng 5 cái chai nhỏ và sau đó chúng sẽ bắt đầu bỏ vào chúng vào. Điều đầu tiên tôi sẽ nói, con có thể giúp mẹ đưa nó cho cha con không? Vì vậy, vâng. Và sau đó tôi sẽ nói với chúng, bạn biết đấy, nói với ông ấy, nói với cha của con rằng đừng quên uống nhé. Sau đó, chúng sẽ làm bất cứ điều gì tôi nói, và sau đó với em gái, và sau đó với anh trai, và cuối cùng với tôi. Tôi sẽ nói, wow, các con đã làm được những điều rất tốt. Hãy nhớ rằng con biết đó, con đang chăm sóc mẹ, vì vậy tôi đã làm điều đó mỗi ngày bằng mọi cách. Tôi đã cố gắng một cách bí mật yêu cầu sự giúp đỡ, vì vậy chúng đã tự gieo trồng hạt giống.
Vậy là Suzanne, cô ấy đã gieo. Đây là lời khuyên tốt từ người mẹ. Nhưng bây giờ, vậy thì cô ấy thật sự, Eugene thật sự đang gieo hạt cho cuộc sống lâu dài, cho sức khỏe tốt. Sau đó, làm thế nào cô ấy có thể chia sẻ nó với những đứa trẻ của mình? Giống như cô ấy đang phóng sinh động vật, và cô ấy tạo ra những hạt giống mạnh mẽ cho cuộc sống lâu dài, sức khỏe tốt. Và nói chung, chúng ta nói rằng bạn không thể gửi hạt giống cho người khác, nhưng làm thế nào cô ấy có thể tặng những hạt giống đó cho những đứa trẻ của mình? Bạn biết đấy, làm thế nào cô ấy có thể giúp con cái của cô ấy? Làm thế nào cô ấy có thể giúp những đứa trẻ của mình với những hạt giống mà cô ấy đang làm? Tôi nghĩ trước hết, tôi có thể nghĩ đến đó là có thể đưa bọn trẻ đi, phóng sinh cùng nhau nếu bọn trẻ muốn theo. Vâng, nếu không những đứa trẻ từ chối đi cùng. Ý tôi là đây là một hạt giống rất mạnh, và vâng, tôi tin rằng khi chúng ta có một hạt giống rất rất mạnh, chúng ta có thể, như là những gì cô ấy hỏi, liệu cô ấy có thể dành tặng những hạt giống này trong thiền cà phê cho các lĩnh vực khác trong cuộc sống của cô ấy. Vậy cô ấy sẽ làm thế nào? Giống như nếu cô ấy sẽ, hãy nói rằng những đứa trẻ không quan tâm đến việc phóng sinh động vật và cô ấy, nhưng cô ấy thu thập được những hạt giống, sau đó vào ban đêm cô ấy thiền cà phê, cảm giác sẽ như thế nào khi dành tặng những hạt giống cho những đứa trẻ tôi không biết. Tôi nghĩ rằng hạt cô ấy sẽ bắt đầu hình dung rằng nhờ vào những hạt giống tốt về sức khỏe của cô ấy, cô ấy sẽ thấy tất cả mọi người trên khắp thế giới đều khỏe mạnh, và những đứa trẻ thì là một phần của thế giới, vì vậy chắc chắn những đứa trẻ cũng sẽ khỏe mạnh. Vâng. Vâng, vâng, tuyệt. Điều mà tôi, bạn biết đấy, tôi tò mò như là tôi lớn lên, cha tôi thực sự đã săn bắn động vật. Và cha tôi bắt cá trong nhiều năm. Ông ấy đã dạy tôi bắt cá. Và sau đó tôi đã mất nhiều năm để nhận ra rằng có lẽ tôi nên ăn chay. Bạn biết đấy, đó không phải là truyền thống của gia đình tôi. Truyền thống của chúng tôi là ăn nhiều thịt trong nhiều thế hệ. Chúng tôi ăn thịt, nhưng làm thế nào? Sau đó, làm thế nào khiến bọn trẻ thích thú với điều đó? Bạn biết đấy, bạn sẽ làm điều đó như thế nào? Tôi sẽ bắt đầu làm điều đó cho chính mình. Tôi sẽ cho các con tôi thấy rằng đây là cách tốt hơn để làm điều đó. Vâng. Vâng, tất nhiên, chúng không nghe, nhưng tôi chỉ cho chúng trước, và từ từ khi chúng thấy rằng tôi thích nó, hay đúng hơn là khi hạt giống của tôi bắt đầu phát triển, chúng sẽ thích. Trên thực tế, điều này đã xảy ra với các bậc cha mẹ. Bạn biết đấy, bố mẹ tôi, họ là một người ăn hỗn hợp, khi họ ăn cả thịt và rau, nhưng vì chúng tôi bắt đầu giảm việc sử dụng thịt, và ngoài ra, cũng đổi sang ăn chay, bạn biết đấy, ngay cả mẹ tôi cũng cố tình hỏi sao nào, con muốn ăn gì hôm nay, và đây là đồ ăn chay, còn đây là không phải là món chay, hãy tự phục vụ nhé, bạn biết đấy. Wow, 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 vâng, vâng, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. À, tôi nghĩ đây là một cách thực tế để giúp cho cuộc sống của những người khác, cũng để chỉ cho họ thấy thức ăn tốt. Như là nếu họ đến thăm nhà bạn và bạn nấu món gì đó cho họ mà không phải là thịt, và cố gắng làm cho họ bị nghiện với những thức ăn tốt cho sức khỏe, đại loại như thế, đúng không nào? Vâng, à, vì vậy, nó chắc phải rất khó khăn ngay lúc này, đúng không nào? Các bạn là các nhà tổ chức tại Indonesia, và hiện giờ lại bị mắc kẹt tại Singapore. Làm thế nào các bạn dạy bạn bè của bạn? Làm thế nào để duy trì hoạt động nhóm tổ chức tại Indonesia? Ồ, hiện giờ chúng tôi chuyển sang các nhóm học tập online. Vì vậy, chúng tôi làm cho nó trực tuyến, như đã thấy. Chúng tôi không có nhóm học tập cho riêng một thành phố. Chúng tôi có các nhóm học tập phạm vi quốc gia, tổ chức từ thứ hai đến thứ bảy về các chủ đề khác nhau, các cuốn sách khác nhau. Mọi người có thể tham gia, do vậy mọi người có thể tham gia, vâng. Và khi đó chúng tôi thực hiện các buổi họp nhóm định kỳ với họ. Chúng tôi vừa có một buổi họp nhóm tối qua chẳng hạn, họ gọi nó là gì vậy? À, nó gọi là chiêu đãi một người bạn. Nó có nghĩa là gì? Vâng. Và nghĩa là trong thời gian đại dịch COVID-19 này, nhiều người là người mà đi giao hàng và thực hiện giao hàng không thực sự. Mọi người gọi nó là gì nhỉ? Taxi, dịch vụ taxi, họ không đủ tiền ăn. Vì vậy, mỗi lần chúng tôi ăn, chúng tôi để dành lại một ít tiền để chiêu đãi những người này. Một,
ít nhất một bạn một bữa ăn. Nhưng phải có một điều kiện, khi họ nhận thức ăn, họ cần làm gì đó trở lại, họ có thể góp thêm một chút nữa, hoặc họ có thể viết những lời chúc, hoặc họ có thể nói những lời tốt đẹp, bạn biết đó, hoặc có thể giúp làm một số việc, giúp đỡ làm một số việc vặt, vâng. Những người được nhận thức ăn phải không? Vâng, và nó đã phát triển, đã thực hiện được 67 ngày rồi, nó đã được phát triển ở bao nhiêu thành phố rồi nhỉ? Tôi nghĩ là rất nhiều thành phố rồi đấy. Vì vậy tôi đã cho họ một thử thách tối qua, đó là các bạn có thể tăng gấp đôi số lượng này vào mỗi tháng không? Nó giống như là một cuộc tống tiền lớn vậy. Thật tốt khi khuyến khích họ, đúng, bởi vì họ đang làm những việc rất tốt. Và sau đó như tối nay, chúng tôi có cái chúng tôi gọi thiền cà phê về việc hạnh phúc bỏ ống heo. Và cái này thật ra học từ người nghe. $1 một ngày. Vì vậy, vâng, tốt. Vì vậy, chúng tôi khiến họ bỏ heo mỗi ngày và sau đó chúng tôi họ thấy kết quả, vâng. Và sau đó chúng tôi cùng nhau thiền cà phê và họ thấy kết quả trong cuộc sống của họ. Vậy, nếu bạn phải cho Ujin 3 lời khuyên ngắn trong buổi hôm nay, điều gì? Mỗi người cho một ý nhé. Hãy bắt đầu với Susan trước nhé. Vâng. Nếu đưa ra là một lời khuyên, tôi sẽ nói, kể từ khi thực hiện việc phóng sinh động vật, điều mà hướng tới nhiều hơn về việc bảo vệ sự sống. Tôi muốn cô ấy thực hiện điều này như một lối sống của cô ấy trong cuộc sống, có nghĩa là không chỉ phóng sinh cá, động vật, mà còn có lối sống lành mạnh trong cuộc đời của cô ấy. Chẳng hạn, ăn thức ăn tốt cho sức khỏe, dẫn dắt về lối sống khỏe mạnh, tập thể dục, và không để bản thân căng thẳng quá mức, nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Và đây là những gì tôi muốn khuyên cô. Xin thén. Với tôi sẽ nói là một người mẹ là một công việc cực nhọc. Nhưng vì chúng ta không thể, bạn biết đấy, chúng ta không thể chỉ ném hạt giống cho người nào đó. Và rồi chúng ta phải nghĩ cách thật khéo léo, làm thế nào để họ cùng làm với tôi. Ví dụ, tôi thấy con trai tôi, có thể Ujin, tôi muốn rằng bạn biết đấy, nghĩ ra một cách sáng tạo để dụ con bạn hoặc con trai bạn tự tay làm điều đó bằng chính tay cậu bé. Vì vậy, tôi nghĩ điều đó sẽ là điều tốt nhất. Và hãy cùng thiền cà phê với chúng, đó là một điều tuyệt vời trong gia đình. Đề nghị của tôi là vào buổi tối chúng ta có thể, khi bạn thiền cà phê, hãy tưởng tượng bạn đang sử dụng, bạn đang gửi đi những nghiệp tốt này, những hạt giống tốt này đến những đứa con của bạn và gửi đến con của những người mà bạn biết nữa. Và sau đó nó sẽ lan tỏa ra, bạn càng cho đi hạt giống nhiều bao nhiêu, hạt giống sẽ càng trở nên to lớn hơn. Sau đó con bạn sẽ thậm chí trở nên mạnh mẽ hơn và mạnh mẽ hơn, được chứ? Vâng, các bạn có câu hỏi cho ngày mai, việc gì sẽ xảy ra cho chương trình Big Tree vào ngày mai nhỉ? Vâng, để tôi đi đến đó. Ngày mai không có video, nhưng thay vào đó là cuộc thảo luận với Ryan và Fernanda, với thầy Yesimiko về việc sống với những người thân nhiễm COVID tại chương trình Big Tree. Thực tế, chúng ta có 3 người. 2 người từ thành phố Mexico, Ryan Mendoza, người mà đang giúp rất nhiều tất cả những dự án trực tuyến của chúng tôi. Anh ấy là người trợ giúp rất rất mạnh và anh ấy đã tham gia chương trình cây đào trước đây. Và Fernanda Jimenez, người mà là nhà tổ chức design tuyệt vời ở thành phố Mexico và cũng có Katie Price, người giúp vận hành công ty in ấn sách Raymond Culture mà đang in sách cho 35 quốc gia. Và vì tất cả họ đều có người thân trong gia đình bị nhiễm virus COVID và Katie thậm chí cô ấy cũng bị nhiễm nữa và cô ấy là mẹ. Cô ấy mới làm mẹ, cô ấy có em bé nhỏ hơn 1 tuổi và vì vậy tôi nghĩ nó sẽ thú vị. Bạn biết đấy, bản thân tôi, ta không có bất kỳ một người bạn nào nhiễm COVID. Ta sống ở miền này, vì vậy chúng ta có gặp nhiều người. Và tôi nghĩ có thể thật thú vị để nghe, bạn biết đấy. Những người này thật sự có vấn đề của chính họ. Vì vậy, có thể họ có thể giúp chúng ta học những gì hoặc làm thế nào để giúp cho gia đình chúng ta nếu họ nhiễm virus và cảm giác sẽ như thế nào nếu chúng ta nhiễm virus. Tôi thậm chí không biết, vì vậy tôi nghĩ thật tuyệt để khi có 3 bản báo cáo thật từ 3 người, thật từ những người DCI. Vì vậy, đó là cho ngày mai. Cảm ơn Sinten. Cảm ơn Susan. Thật tuyệt vời. Các bạn đã là gia đình rất thân của tôi. Và hãy gặp lại vào thứ Tư. Vâng, trên chương trình Big Tree khác được không? Vâng, cảm ơn rất nhiều thầy Jesse Michael.
Cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Vâng, tạm biệt. Ok, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình BG buổi sáng. Hẹn gặp lại các bạn.